Từ 35 tuổi, tình trạng loãng xương diễn ra mỗi ngày như khối gỗ mất dần các mảnh ghép. Thiếu canxi, xương bị loãng gây đau nhức, giòn, dễ gãy. Nano calcium kích thước siêu mịn, dễ hấp thu giúp xương chắc khỏe. Chuyên gia Nutifood giới thiệu Nucanxi với Nano calcium siêu mịn. Mỗi ngày dùng Nucanxi với Nano calcium giúp phòng ngừa loãng xương hiệu quả.